Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn cùng xem tổ chim bông vân rồng của mình nhé. Đây là cha mẹ nó đây. Rất là đẹp các bạn. Đó, nó con khoảng hôm nay là được khoảng 10 ngày tuổi đó các bạn. Đây. Đưa sát ra cho các bạn cùng xem nha. Đây này các bạn. Đây, khoảng 12 ngày tuổi các bạn. Rất là dữ nha. Sao mình quấn nó. Màu rất đẹp các bạn đây. Bông đẹp không? Mình sẽ bắt ra cho các bạn cùng xem rồi. Chờ chút nha. Quá đẹp luôn các bạn. Bông vân rồng nha các bạn. Cho nó đứng ở đây. Mình sẽ bắt con thứ hai các bạn. Thấy chưa? Rất đẹp nha các bạn. Quá đẹp luôn. Mười hai ngày tuổi nha các bạn. Gái rất chi là hay nha các bạn. Đẹp không? Rất là dễ thương. Cha mẹ nó nuôi bây giờ mình thấy người nó sợ. Nó muốn kháng lại, tưởng đâu đánh nó là nó chống lại, nó mổ mình nha các bạn. Nếu mà mình chăm từ nhỏ thì nó sẽ dặn người hơn. Rất đẹp. Thấy không? Là cánh bông này các bạn. Trắng này. Trắng pha kem nha các bạn, pha kem đen. Rất đẹp. Một trống một mái. Mình nghĩ đây là con này là con trống rồi các bạn. Trưởng thành là rất là đẹp nha các bạn. Này là đúng là mình bắt là mình chăm cũng được mà mình không có thời gian. Để cho cha mẹ nó tự chăm. Đây. Đây là bông vân hoa các bạn. Đang đẻ nha các bạn. Rồi, bây giờ mình để bỏ nó lên để cho cha mẹ nó nuôi. Đút cho con ăn. Khoảng mình nghĩ chắc khoảng tầm 10 ngày nữa là nó sẽ tự mổ được nha các bạn. Đấy, đây, cha mẹ nó đây. Này cườm trắng nha các bạn. Cổ cườm trắng, mẹ cườm đen. Ngược nắng các bạn không thấy. Mình sẽ quay bên này. Đây là con trống nha các bạn.
Đây là con trống này các bạn. Cơm trắng nha các bạn. Quá đẹp luôn. Cái kinh khủng luôn nha các bạn. Đây con mái đây. Mình xin kết thúc tại đây. Các bạn nào thích nuôi chim thì alo cho mình nhé. Bye các bạn.